Rồi xin chào quý anh chị, mình là Don Len đây. Thì vừa rồi quý anh chị xem một vòng khu vực trung tâm của phường Hàm Tiến, con đường Nguyễn Đình Chiểu và dọc bãi biển Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với anh chị. Thì hôm nay mình đang đứng trên một vị trí rất là tiềm năng, một cái view biển rất là đẹp và ngay cạnh biển Hàm Tiến luôn quý anh chị. Cách biển Hàm Tiến khoảng 200 m nha quý anh chị, đúng 200 m. Và từ vị trí trước mặt quý anh chị đây là hình ảnh của phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, và trước mặt quý anh chị đó là biển Hàm Tiến luôn quý anh chị. Đó thì đây là cái lô đất mình xin giới thiệu với anh chị, đây là cái lô đất rất là tiềm năng với anh chị. Thì ngay trên một cái đồi và nhìn view biển rất là đẹp với anh chị, và ngay tại vị trí này là cũng rất là thuận tiện kể cả về các cái phương tiện đi lại, cơ sở hạ tầng đường đi lại. Thì mình đi thẳng vào vấn đề luôn, thì đây là cái lô đất có tổng diện tích là 1.900 m² với anh chị, 1.900 m². Thì có ranh giới mốc rõ ràng luôn, và chiều dài mặt đường nó lên đến 40 m nữa với anh chị. Thì cái phần chất sổ thì mình sẽ nói rõ cho với anh chị xem sau. Thì đây đây là ranh giới của đất rõ ràng luôn, là từ ngoài mặt đường luôn với anh chị, có cột mốc vào trong rõ ràng luôn đó, cột bê tông chủ đã cắm mốc hết rồi. Và đây là cái lô đất ngợp nha với anh chị. Rồi hiện tại thì chủ thực sự kẹt tiền nó mới bán ra cái lô đất này, và cái phần tiềm năng nó còn nằm ở phía sau nữa với anh chị. Lát nữa cái phần chết quy hoạch mình sẽ nói rõ với anh chị sau. Đó thì ranh giới của đất nó rõ ràng với anh chị. Thì đến đây thì nó thẳng xuống cái đó, ngay cái cột bê tông này luôn với anh chị, thẳng xuống cái ngay cây tràm trước mặt luôn, là ngay cái bờ dưới của hộ dân ở dưới luôn. Đó là dọc theo đó qua thẳng bên kia. Đây mình đi một vòng qua bên đó xem vị trí ranh cho nó rõ ràng luôn. Thì với cái diện tích là 1.900 m² thì nó rất là phù hợp cho làm một cái khu nghỉ dưỡng quý anh chị. Một cái khu nghỉ dưỡng view biển và cách trung tâm du lịch biển Hàm Tiến của thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, và phía sau lưng của lô đất luôn với anh chị là một cái con đường lớn luôn với anh chị. Thì đây đây là cái phần ranh giới của lô đất từ vị trí bên kia qua bên đây luôn với anh chị, là 40 mét đó. Và từ từ cái mốc phía trước mặt của anh chị đó, cột bê tông luôn đó, là từ mốc đó, đó thẳng qua bên đây là ra thẳng đường luôn với anh chị, rất là vuông vức. Nó hơi bớp bên cái góc kia một chút thôi, nhưng mà cũng không sao, bởi vì cái lô đất nó quá là đẹp rồi. Cái chiều dài nó, mặt đường nó lên đến 40 mét với anh chị đó. Thì đây có móc giới đường hẳn hoi với anh chị. Đây đây là cái cột mốc ngay mép đường luôn với anh chị. Đường này là hiện tại là xe bán tải đi được với anh chị, còn ô tô gầm thấp thì hơi khó đi chút. Đường này rộng rồi, nhưng mà nó cái phần ngay cái trước mặt lô đất thì nó hơi cát, và xuống ở dưới kia thì người ta đổ bê tông với anh chị. Thì cái đường này thẳng ra luôn cái đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, thì từ đây ra chỗ đụng đường Nguyễn Đình Chiểu thì khoảng hơn 100 m thôi quý anh chị ạ. Hơn 100 m. Do con đường nó cơ sở hạ tầng nó chưa chưa phát triển lên thì thành ra nhìn nó còn đường đất. Nhưng mà thực tế ra khu này quy hoạch lên rất là đẹp quý anh chị, lát nữa cái phần chết quy hoạch mình sẽ nói rõ hơn. Đây đây là ranh giới lô đất rõ ràng này. Đó, và chiều dài mặt đường lên đến 40 m thôi quý anh chị. Rồi mình đi lại vị trí trung tâm nha.
Rồi đây là vị trí trung tâm của lô đất nha quý anh chị. Thì ngay tại vị trí trung tâm này luôn, cái góc độ nhìn từ trên cao, view đồi, từ nhìn từ cái đồi mà hướng về biển quý anh chị, biển Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, ngay cái trung tâm du lịch nổi tiếng nhất của thành phố Phan Thiết luôn đó. Ở trước mặt với anh chị đây, cái tầm view rất là đẹp với anh chị, kể cả về view vườn. Trước mặt với anh chị đây mà làm khu vườn, vườn dừa, rồi xa xa hơn chút nữa là biển rất là đẹp với anh chị, và ở trên một cái thế đồi gió rất là mát. Và cái tầm nhìn live cam nhưng với anh chị theo dõi đó rất là đẹp với anh chị, tầm nhìn live cam rất đẹp. Rồi ở phía sau lưng cái đồi này, cách đây khoảng 400m thôi với anh chị, cách đây khoảng 400m thôi, đó là cái đường đại lộ Võ Nguyên Giáp nhưng với anh chị, ngay cửa ngõ vào sân bay luôn với anh chị. Từ vị trí lô đất này vào đến sân bay khoảng gần 3 km thôi với anh chị, chưa tới 3 km đâu. Đến vị trí trung tâm của sân bay Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận là khoảng 3 km, không hơn. Đó, một vị trí rất là đắc địa với anh chị, rất thuận lợi chúng ta về cả về đầu tư, ngắn hạn dài hạn, và cả về đầu tư một khu nghỉ dưỡng rất là đẹp với anh chị. Đó. Rồi thì nãy giờ mình cũng giới thiệu sơ qua một vòng rồi về vị trí lô đất rồi. Thì bây giờ mình nói về giá luôn nha quý anh chị. Thì giá của chủ đưa ra là 6,5 triệu một mét vuông với anh chị. Giá này có thương lượng với anh chị. Thì do đặc điểm là ông anh ông ở Hà Nội lần. Thì quý anh chị nào có nhu cầu đầu tư thì liên hệ, thông tin mình để bên dưới nha quý anh chị. Rồi mình sẽ liên hệ trực tiếp với chủ để thương lượng. Đó, đưa ra cái giá hợp lý nhất. Đó, thì giá chủ ban đầu đưa ra là 6,5 triệu với anh chị. Đó, trên cái tổng diện tích là 1.900 m². Đó, và đất ở đây là đất sạch với anh chị. Đất trên sổ trồng cây lâu năm và quy hoạch nhà ở đô thị với anh chị. Đất ở đây là quy hoạch nhà ở đô thị, và trước mặt với anh chị luôn là cái phần chất quy hoạch mình sẽ nói sau, nhưng mà nói sơ bộ là trước mặt đây, lô đất đây luôn là sẽ có một con đường cực kỳ lớn với anh chị, mở một con đường song song với đường Nguyễn Bình Chiểu của bờ biển Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết này luôn. Đó, và sau lưng này là cả một hệ thống công đường khu dự án với anh chị, và nằm ngay chính giữa khuôn viên này, chỉ có khuôn viên này thôi với anh chị là đất nhà ở đô thị với anh chị. Đó, và xung quanh này cũng có mấy hộ dân, người ta ở là dân bản xứ rồi đó, giờ người ta ở đây rồi. Đó, đây là nhà của các hộ dân ở đây. Rồi, xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Rồi, tiếp theo mình sẽ có những cái phần thông tin nó rõ ràng hơn từ cái phần vị trí bản đồ Google Maps, trích quy hoạch, rồi cái phần live cam để xem cái vị trí xung quanh. Rồi, xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Rồi, tiếp theo đây mình xin giới thiệu cho quý anh chị xem cái phần thông tin của lô đất trên sổ nha quý anh chị. Rồi đây là diện tích 1.900 m² nha quý anh chị. Đó, về mục đích sử dụng đây là đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng là nên đến 2064 quý anh chị. Rồi tiếp theo mình xem phần sơ đồ hình vẽ đây. Sơ đồ hình vẽ của thửa đất đây. Đó là đất nằm ngay mặt đường, với chiều dài mặt đường lên đến là 40m quý anh chị. Đó, lên đến 40m. Và cái chiều sâu lên đến 59m với anh chị. Xin lỗi với anh chị, chiều sâu lên đến 54m. Chiều sâu lên đến 54m và nó hơi bị khuyết ở góc sau một chút. Hơi bị eo ở góc sau một chút. Nhưng mà đất cơ bản vuông vức, rất là vuông vức với anh chị. Rồi tiếp theo đây mình sẽ chết cái phần quy hoạch cho quý anh chị xem. Rồi đây quý anh chị, trước mặt quý anh chị đây khoảng trống này là vị trí của lô đất nha. Đây cái đường. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái phần chất quy hoạch nó rõ ràng như thế nào. Đây. Đây quý anh chị. Đây có khoảng trống đây.
Đó, đây vị trí của lô đất đây. Đó, thì là lô đất nằm trong cái khoảng quy hoạch nhà ở đô thị luôn với anh chị. Đây, đất nhà ở đô thị luôn, quá rõ ràng với gì ạ. Đó, lô đất nằm đây và hai bên đều có đường hết với anh chị, và phía phần phía dưới tầm nhìn về hướng biển là có một đường, con đường rất lớn với anh chị. Đó, đây toàn bộ nó nằm cái khe giữa giữa quy hoạch các con đường luôn, rất là đẹp với anh chị. Lô đất đây, đó, lô đất ngay đây, đó, là nằm khoảng giữa quy hoạch đất ở đô thị, trong cái khuôn viên quy hoạch ở đô thị và thương mại dịch vụ đấy với anh chị, khá rõ ràng. Rồi mình cũng xin kết thúc video đây. Rồi tiếp theo cái phần livecam giới thiệu với anh chị xem cái phần địa hình khu vực xung quanh. Rồi xin cảm ơn, xin mời với anh chị theo dõi tiếp phần sau. Rồi thì đây là vị trí lô đất, và từ vị trí lô đất thì chúng ta nhìn về hướng biển Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, view rất là đẹp với anh chị. Và xung quanh đó là các cái vườn dừa rất là đẹp. Đấy, rồi đây là con đường từ lô đất đi ra hướng phố Nguyễn Đình Chiểu với anh chị, dọc theo hàng cây xanh. Con đường nó đi thẳng ra ngay phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận luôn. Và hẻm vào là đường bê tông, độ rộng thì ô tô đi thoải mái với anh chị. Rồi, trong đây là chúng ta ra tới phố Nguyễn Đình Chiểu. Đây là khu vực trung tâm dịch vụ du lịch biển của phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với anh chị. Có các hệ sông thống, nhà nghỉ, khách sạn, resort, villa và đủ các hình thức dịch vụ nghỉ dưỡng biển luôn. Rồi tiếp theo mời quý anh chị xem một vòng phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với anh chị. Mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn quý anh chị đã chú ý theo dõi. Chúc quý anh chị có sự lựa chọn sáng suốt và đầu tư hiệu quả. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại video sau.